Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta điền cái form đăng ký đặt chỗ mua trước cái đồng SHC token. Thì nếu bạn nào chưa biết SHC token là gì thì các bạn có thể vào xem video của mình. Video gần đây thì mình đã làm một cái video về cái sự kiện mở bán và sự kiện airdrop của cái đồng token SHC này trên kênh CCA channel của mình. Thì bạn có thể vào ở đây để chúng ta xem qua về cái đồng token này, xem thử nó có tiềm năng hay không, để các bạn ra cái quyết định đầu tư cho riêng mình. Thì cứ mỗi lần mở bán lăn chập phát một đồng token nào đó trên VNDC là có hiện tượng giật lag và đa số là anh em các bạn không thể mua được. Đó, một số bạn máy mạnh hoặc là một số bạn đã vào từ sớm thì các bạn mới có thể mua được trong những cái đợt lăn chập phát. Chính vì vậy mà VNDC đã cho phép chúng ta là đăng ký mua trước. Nhưng là đối với những cái bạn từ VIP 3 trở lên thì chúng ta sẽ có quyền mua trước một cái số lượng token SHC nhất định. Ở đây thì nếu mà những bạn nào mà các bạn không đủ VIP, không có cấp độ VIP 3 thì các bạn không mua được theo cái form đăng ký này nhé. Thì nếu bạn nào chưa biết thì các bạn có thể vào cái phần Launch Pad trên VNDC và chúng ta sẽ xem qua cái dự án SHC. Ở đây thì cái giá công khai lúc mở bán chúng ta sẽ được mua cái giá depot lúc mở bán là 2.300 và cái khối lượng là 3 triệu SHC. Và ngày bắt đầu mở bán Launch Pad là mùng 10 tháng 5 vào lúc 20 giờ. Và để chúng ta đăng ký mua được SHC token trước cái thời gian mở bán Launchpad. Tuy nhiên là trước cái thời gian mở bán chúng ta đặt mua trước, nhưng mà sau cái thời gian mở bán Launchpad một thời gian thì nó mới về ví VNDC của chúng ta. Đó, thì những bạn nào có niềm tin với cái đồng token này và muốn đầu tư vào nó thì các bạn có thể là lên và xem cái video này của mình để chúng ta hướng dẫn, để chúng ta biết cách để chúng ta mua cái đồng token này. Thì đầu tiên là các bạn, mình sẽ để cái link đăng ký form đăng ký mua trước token SHC ở phía dưới phần mô tả của video này. Đó, đầu tiên mình sẽ đọc qua một cái số lưu ý khi chúng ta đăng ký mua cái token Snackhouse này. Thì VNDC gửi đến quý đối tác và quý khách hàng chương trình ưu đãi đầu tư SHC token với cái giá trị gói đầu tư cấp bên dưới. Số lượng ưu đãi là tổng bán như thế này là 5 triệu cái đồng token SHC và chương trình đăng ký đầu tư ưu đãi sẽ kết thúc khi số lượng ưu đãi được phát hoàn tất. Đó, tức là trong vòng 5 triệu cái đồng token này, nếu mà mọi người đăng ký mua hết thì nó sẽ kết thúc cái chương trình. Và lưu ý là để đăng ký thành công gói ưu đãi này thì quý khách ngay khi chọn đầu tư theo cấp độ cần tiến hành thanh toán ngay và thanh toán đủ số tiền và nhận SHC sau 24 giờ hoàn thành launch pad, tức là sau một ngày khi mà mở bán launch pad thì họ sẽ gửi cái đồng token SHC về ví VNDC cho các bạn. Và quý khách hàng vui lòng thanh toán đúng số tiền đã đăng ký. Trường hợp thanh toán không đúng số tiền đã đăng ký, ít hơn hoặc nhiều hơn sẽ phải xử lý trong vòng 7 ngày. Đó. Và các trường hợp đăng ký nhưng không thanh toán hoặc thanh toán sau sẽ không được giữ suất ưu tiên. Tức là nếu các bạn đăng ký mà các bạn không thanh toán để mua thì các bạn không được giữ suất. Sẽ có cái người khác lấy suất của các bạn thì các bạn không giữ được. Và cái trường hợp phát hiện đăng ký nhiều hơn một lần hoặc là đăng ký vượt cấp bậc thì tài khoản sẽ bị hủy quyền đầu tư dự án này và các dự án tiếp theo. Và số tiền thanh toán sẽ được xử lý sau launch pad 7 ngày. Đó, thì đây là trường hợp mà các bạn gian lận đăng ký nhiều hơn một lần. Đó, thì nó sẽ xử lý trong vòng 7 ngày. Và ví dụ ở đây là tài khoản hiện đang ở VIP 3 nhưng các bạn đăng ký mua cái gói VIP 5 thì sẽ bị hủy quyền đầu tư vào các dự án tiếp theo, và các dự án này và các dự án tiếp theo thì các bạn cũng không có quyền mua kiểu như thế này nữa. Và về Snackhouse thì mình không nói nhiều ở đây nữa. Rồi ok, thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần tiếp này. Đó, thì đây chính là cái form để chúng ta đăng ký mua cái đồng token này. Ở đây nhé, đầu tiên thì bạn sẽ điền họ tên và viết hoa chữ cái đầu kèm có dấu. Đó, ví dụ như đây thì bạn điền họ tên của các bạn vào, viết hoa có dấu. Tiếp theo là số điện thoại đăng ký VNDC của các bạn. Tiếp theo là email đăng ký VNDC của các bạn. Và đây cái phần quan trọng nhất. Phần này thì đăng ký đầu tư theo gói ưu đãi thì theo cấp độ VIP của các bạn. Quý khách hàng chỉ được đăng ký một cấp bậc duy nhất. Và nếu trường hợp khách hàng vừa là VIP vừa là đối tác kinh doanh thì vui lòng tham khảo để chọn một cái. Đó, ví dụ bạn đang là VIP 5 và bạn đang là đối tác partner của VNDC thì bạn chỉ được chọn một trong hai loại. Một là bạn chọn mua theo cái gói VIP 5, hai là chúng ta sẽ chọn mua theo cái gói partner. Chứ các bạn không được mua một lần hai gói của partner và của VIP 5 luôn. Rồi, thì cái sự kiện này thì chỉ dành cho những bạn từ VIP 3 trở lên, và để trở thành VIP 3 trở lên trên VNDC thì các bạn phải cần có là
Mình nhớ không nhầm thì hình như là 1.000 VIDB thì phải. Đó, và số lượng của VIP 3 tối thiểu được mua là 1 triệu, đó là 1.000 cái token SHC. Và 1.000 token SHC chúng ta nhân với 2.300 lên thì nó sẽ ra đơn vị chúng ta cần phải thanh toán, đó là 2.300.000 VNEC. Và đối với VIP 4 đó thì các bạn sẽ tham khảo qua cái bảng này giúp mình nhé. Đó. Thì đây các bạn sẽ tham khảo qua cái cấp bậc. Hiện tại các bạn đang ở cấp độ VIP nào hoặc là cấp độ của đối tác nào thì các bạn sẽ chọn theo cái cấp độ đó. Ví dụ để biết các bạn đang ở cấp độ nào thì các bạn sẽ vào phần dấu ba gạch trên VNDC. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cấp độ VIP của các bạn ở đây nhé. Đó, còn nếu các bạn mà chưa lên đối tác ấy, thì các bạn sẽ neo theo cái cấp độ VIP này để chúng ta đăng ký. Hiện tại mình đang là VIP 5 cũng như là đối tác partner là đối tác cấp bậc của VNDC. Thì đây mình có thể có hai quyền lựa chọn, đó là một là mình sẽ chọn là mua theo cái cấp độ đối tác partner là mua được 5.000 cái đồng token SHC và mình phải thanh toán là 11 triệu 500 nghìn. Hoặc là lựa chọn thứ hai là mình sẽ mua theo cái gói VIP 5 là 2.500 đồng token SHC và cái đơn vị thanh toán là mình phải thanh toán 5 triệu 750 nghìn. Đó, thì đây thì do là mình đã mua dùng VNDC để mua coin hết rồi. Nên là mình chỉ còn lại khoảng tầm từng này tiền nữa thì mình sẽ chọn gói VIP 5 nhé. Mình sẽ chọn gói ít hơn. Rồi, sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhấn vào phần tiếp. Đó, thì sau khi nó đã ở đây nó sẽ thông báo là thanh toán off chain 5 triệu 750 nghìn. 5 triệu 750 nghìn đến cái tài khoản VNDC này. Thì bây giờ bạn sẽ là sao chép cái địa chỉ ví này. Vui lòng thanh toán đúng số tiền ngay sau khi hoàn tất đăng ký. Thì bây giờ mình sẽ vào để mình thanh toán cái số tiền này luôn nhé. Đó, thì các bạn sẽ gửi này. Rồi, quý khách đã hoàn tất đăng ký. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào và chúng ta vào VNDC để chúng ta chuyển tiền liền nhé. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ vào VNDC. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái phần đồng VNDC đây nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ chiến thành gửi off chain. Ở đây các bạn nhấn vào gửi off chain qua cái người nhận là lúc nãy chúng ta vừa copy shca.vndc.io. Các bạn lưu ý là các bạn phải điền đúng tên người nhận nhé, tránh trường hợp nhầm. Ở đây thì chúng ta sẽ điền cái số tiền mà chúng ta cần thanh toán. Lúc nãy mình đăng ký gói 5 triệu 750 nghìn. Đó, thì mình sẽ điền vào ở phần số lượng ở đây 5 triệu 750 nghìn. Ok, sau khi chúng ta điền xong thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần gửi. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào phần gửi. Đó, thì các bạn kiểm tra lại một lần nữa nó ra tên người nhận là SHC như thế này. Thì là chuẩn 100% nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào gửi này. Và các bạn lưu ý là số tiền mà chúng ta gửi đi thì các bạn phải lưu ý là nó phải đúng với cái gói mà chúng ta đăng ký mua nhé. Nếu không thì nếu mà sai sót gì thì nó xử lý rất là lâu và các bạn phải đợi rất là lâu. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhấn vào phần gửi. Rồi, sau đó nhấn xác minh. Ở phần mạng lưới thì chúng ta sẽ chọn ERC20 hoặc là BEP20 đều được nhé. Vì là gửi off-chain nên nó không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi, như vậy là xong. Mình đã chuyển khoản xong. Thì tốt nhất là các bạn sẽ chụp lại cái màn hình giao dịch này cho mình. Đó, để tránh trường hợp nếu mà xảy ra sự cố thì chúng ta còn có bằng chứng. Ok, rồi. Và như vậy là xong. Như vậy mình đã hoàn thành cái video đăng ký mua token SHC cho các bạn. Và các bạn lưu ý là chúng ta nếu bạn nào mà chưa hiểu thì các bạn hãy comment ở phía dưới phần video, mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn. Còn nếu có gì thắc mắc thì hãy hỏi mình, hãy comment ở xuống phía dưới, mình sẽ giải đáp. Đừng làm bừa thì nó sẽ xảy ra những cái sự cố thì nó sẽ mất thời gian, rất là mất thời gian. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.